Chào cả nhà, thì hôm nay mình tiếp tục lên clip số 44. Và trong clip số 44 này gồm có 9 mã số ha. Thì hôm nay là mình lên đa số là hàng đẹp ha, hàng đẹp mình tuyển á ha. Thì về hình thức giao dịch thì anh em nào mà chuyển khoản mình bao ship, và anh em nào ship code thì mặt hàng hôm nay là mình anh em chịu cái ship giùm mình nha. Rồi, để mình vô mã 1. Thì mã 1 là một cây búa. Búa này dùng cho anh em gò cũng được, mà anh em gõ xi cũng được. Cây búa này size này nó cũng khá lớn nha, chứ không phải cây búa gõ xi bình thường ha. Size nó khá to hay nặng á. Thì búa này của Nhật. Nó có đóng đóng chữ gì ra đây, chữ Nhật nè. Đó, và cây búa này cũng khá là đẹp nha cả nhà. Khá đẹp. Đó. Đó, anh em coi rõ ha. Đó, rồi mã số 1 nha. Đó, thì về cái cân nặng của nó thì giờ mình để mình cân cho cả nhà luôn nha. Rồi, nó 539 ha, 539 đó. Nó nặng 539, 6 lạng cho 6 lạng đi ha. Cây này khá là chắc, khá là chắc. Ok lắm nha. Thì cây này mình giao lưu cho cả nhà. Đợi tới lấy giá nha. Thì cây này mình lấy giá cả nhà 160 thôi ha. Quá rẻ đâu, mà cây búa rất là đẹp nha. 160 cho mã số 1. Đó, mã số 160 nha. Rồi, nặng 6 lạng. Cái búa này đáng sưu tầm. Rồi, còn mã số 2. Thì mã số 2 là một cây búa của nhà KTC. Cái búa cán sắt bọc cao su. Đó, của nhà KTC có mã số gì đây? Đó. Cái búa này thì hiện trạng nó cũng khá là ngon, khá là ngon á, nhưng mà nó hơi bầm dập chút ha. Có nghĩa là chủ cũ nó hơi bạo hành chút, nó có cắn mốt đây, cắn mốt cái cạnh và cái đu bi ha, đu bi nó bị tè chút ha. Đó, nhưng mà nó cầm vô nó còn ok nha, anh em còn làm được. Đó, cày được ok lắm ha. Thì cái búa này nó nặng là 7 lạng 17 7 lạng 18 nha. Đó, cá nặng ha. Đó, cầm nữa ok nha, cá rất là ngon. Anh cho anh em mua về cày. Đây, mã này mình giao lưu cho cả nhà là 200. Đó, 200 cho mã này KTC ha. KTC khỏi bàn rồi ha. Rồi, mình qua mã số 3. Mã số 3 mã khá là đẹp nha cả nhà, hầu như nó chưa sử dụng đâu. Đây, cả nhà coi ra mặt búa nè. Đó, mà cả nhà thấy không? Nó còn sớ bằng con tròn này, ha. Chưa có dấu hiệu đập luôn. Đó, mặt bên đây cũng mệt. Đó. Đó, chưa có dấu hiệu đập luôn ha. Nó bị nắm nắm gì đây, không sao. À, búa này của anh như búa đầu trâu hay gì đó, lâu quá mình chưa bán hàng bãi rồi, mình quên chữ này là đầu trâu hay đốc vui gì đó ha. Đó, nó nặng 1.3 nha cả nhà, chưa cộng cán ha, chưa cộng cán 1.3. Thì cán này là mình chế lại ha, chế lại. Đó, có nghĩa là không phải là cán zin của nó ha. Đó, nhưng mà nhìn nó rất là ngầu, rất là đẹp nha. Đó, cái đòn nó ngắn, cái đòn nó ngắn cho anh em sử dụng một tay ha, cho anh em sử dụng một tay nhé. Đó, nó có chỉ tính đầu từ đầu búa tới đuôi búa là chỉ có 29 thôi nha, gần 29 ha. Đó, anh em coi tra cán nè, rất là tinh vi, rất là sắc sảo nha. Đó, nhà quan trọng nó chưa có xài. Đó, chưa có xài luôn. Rồi, búa này nặng 1.3, cầm rất là ngầu nha, trưng bày cũng rất là ngầu luôn nha. Đó, rồi mình cân nặng đây. Đó, tổng luôn cán là 1.364 ha. Đó, cho nên có đính chính là 1.3 nè, đúng rồi ha. Rồi, mã số 3.
mình cây bú này gọi là cây bú bát giác nha cả nhà. Mặt bú bốn phân bát giác nha. Đó. Bú rồi bú đốc vuông bát giác, bú tạm đốc vuông bát giác. Rồi mình giao luôn cây này chỉ 27 thôi, cây bú mới đẹp 27 thôi nha. Đó, không có ít tìm được cây bú đẹp ha. Đó, anh em nào chơi đáng chơi ha, 27. Rồi nặng thứ ba. Rồi mình qua mã số 4. Thì mã số 4 là một cây bú dùng để gò ha. Tại vì nó có đầu mo và đầu bằng nè. Đó. Nhưng mà cây bú này á là cả nhà thấy hình như là thép thép rèn á. Đó, nó thô thô và nó có màu xám xám như vậy ha. Đó. Giống như nó là một cái loại thép nha, giống thép mạ ha, cần thơm á. À, tôi thép và rơm thì nó khá là cứng rồi. À, cách cha bú đây à. Đó, cái cha kén là cái nem tròn nha. Đó, mặt bú còn bóng đẹp ha, có đầu mo và đầu phẳng nha. Và cái kén này là mình cha vô kén hấp kia nha. Gỗ hickory ha. Gỗ hickory thì gỗ này thì anh em bên Tây á, anh em bên Tây chơi gỗ hickory không nha, tại vì nó mang tính chất dẻo dai cứng đó, nên để theo năm tháng thì nó không thiết bị lứt gỗ ha, cho nên người nước ngoài hay dùng gỗ history đó. Gỗ history là gỗ xịn nha cả nhà, không phải gỗ gỗ tạp đâu. Rồi thì cái đầu bú, quan trọng đầu bú này nó thô thô kiểu như xưa đó. Đó, hàng xưa thì thép rất ok rồi. Rồi mã số 4 mình cân nặng 7 lạng 6 ha, 7 lạng 6 cho mã số 4. Và mình đo kích cỡ luôn là mặt búa này, nó hình thuộc dạng giống như hình chữ nhật ha. Đó, 3 phân này. Rồi 3 phân rưỡi này ha, 3 phân rưỡi. Cái má búa chiều dài cái má búa là 10 phân ha. 10 phân. Đó, chiều dài là 30. Chiều dài là 30 phân. Đó, rồi mã số 4 nó nặng 7 lạng 6. Rồi mã số 4 mình bán giá 170. Rồi thêm một cây bú đẹp xịn sò đáng chơi, 170 thôi, quá đẹp đó. Muốn nhập tầm giá đó là ok lắm cho cả nhà. Muốn Mỹ thì 5-600, muốn nhập thì phải tầm giá đó là bú đẹp như vậy là đáng chơi thôi. Mình qua mã số 5. Đây, mã số 5 là mình bán combo nha, bán luôn cái size này luôn, nó đủ size nha. Đó, của mỏ lớp, một bộ của mỏ lớp Mitsubishi. Đó, Mitsubishi. Đó, gồm có 5 cây. Nó chỉ như nó chỉ thiếu size số 4. Size 4 in nha. Size 4 in và size 350. Đó. Thì mình bán anh em nào giờ có mà thiếu thì chơi ha. Tại vì mình sưu tập cũng anh em sưu tập từng cây á, nên nó hơi bị lâu, nên mang ra bán luôn nha. Đó, thì mình giới thiệu một cây 6 in trước. Cây 6 in đó của Mitsubishi. Đó là size nó 150 mm. Đó, đó thì nó còn khá là đẹp, miệng nó còn đẹp, nó bị nhâm nhẹ thôi, không đến nổi, không có sao hết nha. Nó thuộc về quy vô hàng mới rồi nha. Đó, hàng còn khá tốt cho bạn mới nha. Đó, ok. Đó, rồi số 8 này. Số 8 này cũng còn đẹp. Đó, Mitsubishi. Đó, 200. Cây này 200, cây mới nãy 150 ha. Cây này 150, cây mã số 6 này là 8 in ha, 68. Rồi, miệng nè. Đó, miệng nè. Đó, ok, ra vô, ok, con lành. Đó, nói chung bộ này ngon, anh em về chơi được nha. Bộ này là đẹp thì nói về đẹp thì không đẹp lắm, nó nói chung là trung bình khá, bộ này trung bình khá. Rồi, mã số 10, xin lỗi, size số 10, Mitsubishi. Size này đẹp này cả nhà, 250 nè, Mitsubishi. Đó, size này miệng đẹp nè, đó, kết liệt luôn. Đó, giống như còn mới luôn á ha. Anh em về lấy nhám, dành nhẹ ra là sáng luôn á. Nhắm miệng đó.
các bạn nhắm thua nha. Đó, cây này đẹp ha. Đó. Khá đẹp nha. Nhìn đẹp ghê. Rồi. Mã size 10. Size 10 đây. Rồi. 250 size 10 qua size 12. Ha. Size 12. Đây. Size 12 thì nó hơi bị xấu. Đó, size 12 nó hơi xấu ha. Xấu nhưng mà hình như dòng này dòng cổ nha cả nhà. Dòng này dòng cổ rồi. Đó. Cả nhà thấy không? Thấy cả nhà thấy dấu ký hiệu của Sumo này. Đó. À, đóng ở đây dấu số 7 lại cái mộc nước Nhật ha. Mấy cái này em có nha, nhưng hai nó cái Mitsumi hình như có nó có 3 dòng rồi đó. Đó. Dòng có dấu X nè. Cho dấu X này ha. Mình không biết dấu gì, nhưng mà mình theo mình phát đoán là cây này, dấu X này là cây cổ nhất ha. Tại vì hồi xưa người ta đánh dấu bằng ký tự symbol không à. Thì mình nghĩ cây này là sâu cổ nhất ha. Xanh ai. Đó, nhưng cái dòng này không có nha. Đó, nó chỉ đề Mitsumi thôi. Đó, bên này nó đề Mitsumi, nó có dấu kiểm của Nhật nè, số 7. Đó, thì size 300 này nó hơi xấu ha. Cái miệng nó cũng ra khá là nhâm nhiều á. Đó, thì ra vô mình ok nha. Ra vô là ngon lắm nha. Đó, miệng đây. Này có dấu hiệu bảo hành rồi nha. Đó, 300. Rồi. Rồi, mình qua cái món 15 in. Đó, 15 in này khá to và khá nặng nha. Khá to và khá nặng, dài lắm. Đó, thì cây này nó cũng cái đời nó cũng có dấu ít nè, dấu ít ngay đuôi nè. Đó, thì nó giống anh nhau trang, hai cây này thì chắc đời cổ rồi, cho nên nó bị bạo hành qua thời gian là đúng ha, không có gì mà cãi. Nó chắc nếu mà sau tuổi thì nó qua quá nhiều chủ rồi, mà nó còn tốt vậy là ok lắm nha. Đó, size 15 nè. Size 15 này thì miệng ok, đẹp nha, miệng đẹp, môi đẹp, con sâu cũng đẹp. Đó. Đó, ra vô ok. Đó, không là ngon lành cành đào. Giống cây này cũng khá đẹp. Nếu mà đánh giá điểm thì cũng thuộc dạng trung bình ha. Không đến nổi tệ đâu ha. Đó, tại vì nó sâu tuổi rồi, mình nghĩ vậy thôi nha. Nét nó nét cổ rồi. Đó. Rồi mình bán combo 5 cây này, thiếu size 4 in, mã số 5. Mình giao lưu cho cả nhà 1.290.000. Đó, 1.290.000 là anh em chỉ bỏ mình bao ship nha. Đó. Đó, còn anh em nào em biết á, đã từng là tương tác với mình rồi á, thì mình có thể thương lượng về vài chục cuốn cà phê ha. Đó, thì anh em bỏ mất công siêu tầm từng cây. Thì anh em bấm bụng mua một bộ một lần này luôn, một lần luôn khỏi lăn tăn ha, lăn tăn lần sau nữa. Thì cái bộ này thích hợp cho anh em là anh em thợ ha, anh bao anh em thợ cày luôn nha. Đó, đáng vừa tầm túi tiền, đáng mua và xài và sử dụng. Anh em thợ nào mà ngon kiếm cây này bộ này ngon, tại vì thép của Mitsumi là anh em có chơi là nó thuộc dạng thép đen ha. Đó, thì nó bao nên cày luôn nha. Đó, 1.290.000 nha cả nhà, 1.290.000. Đó, toàn bộ này 5 cây. Đó, ok ha. Mã số 5 nha, 1.290.000. Rồi, mình qua mã số 6. Đây, mã số 6 đây. Thì mã số 6 thì cây 15 in này khá là đẹp nha, mình đánh giá là rất là khá đó. Nếu mà cây mới nãy á, trong bộ 5 cây á, thì cây đó 6 điểm, nhưng cây mình đánh giá cây này tới 8 điểm ha. Đó, cây này đẹp lắm ha. Đó, anh em coi miệng nè, thấy không, sắc sảo. Đó, nó chỉ cống nhẹ này xíu xíu này. Đó, 375 đẹp ghê luôn nha.
lâu lâu mới thấy được cây 3-7 năm mà để bán ngay nhà, gọi là nó nguy vô ngàn cực hiếm á, khó lắm mới được tìm được cây 3-7 năm, chứ không phải lúc nào cũng có đâu nha. Đây là mình chuyện này mình nói thật, tìm một cây 3-7 năm nó khó lắm đó. Thì cái dòng này nó khác hai cái dòng trong bộ mã số 4 là mã số 5 chứ, là nó cả nhà thấy chữ Mitsumi không, nó có để trong giống ngọt ha, giống ngọt kép nè đó, mấy cây kia không có nha, chỉ có dòng này là có đó. Nó có ba loại ha, có cái hiệu cái này Mitsumi trong ngọt kép, còn về đời năm sản xuất thì mình chịu á, thì mình không ra thông tin. Rồi cái này rất là đẹp nha cả nhà, 8 điểm, 10 điểm là cây mới rồi, thì nó ra vô ok, đẹp nha, cầm nó nặng tay lắm, đó, hiện nè, khá là đẹp, nó chỉ cắn nhẹ chút xíu xíu đây thôi, đó, cây này khá là nặng á, nó không có nhẹ đâu cả nhà nha, để mình cân thử ký nè, hết pin rồi, được chưa? Vào nó nặng gần tí 2, còn xíu lên tí 2 rồi, khá nặng á, thiếp toàn bộ là thiếp rất là nặng. Rồi mình giao lưu cho cả nhà cây mã số 6 này với giá là giá người ta, cái giá nó bay đâu mất rồi, mình để cho cả nhà là cây này là 700 đi nha, 700 cái giá mình nó vừa cầm nó bay đâu mất rồi. Rồi 700 nha cả nhà, thôi để mình lướt lại 700k cho cái mã số 6 nha. Rồi rồi mã số 6 700k nha, tại vì nó còn rất là đẹp nha cả nhà, giá 700k mà chuyển khoảng 13 ship ok, đẹp, cái này đẹp. Cây này mình thấy cái chỗ khác bán 550-600, nhưng mà nó bằng cái này đâu ha. Rồi cây này đẹp, mình nhìn hơn giá mình uống cà phê thôi, hơn nhau gì mà 50-100 ngàn, mà quan trọng là nó khó tìm đó. Rồi mình qua mã số 7, thì mã số 7 cũng là một cây Mitsubishi luôn, thì cái dòng nó cũng giống như cái dòng mã số 6 này, mã số 7 đúng không? Thì cái giống mã số 6 nó cũng có nằm trong Mitsumi, nó nằm trong giống ngọt ha. Đó, thì cây này cũng khá là đẹp nha cả nhà. Nó xài nó 200 8 in. Điện này. Đó, điện nó nhâm nhâm nhẹ nhẹ thôi không sao. Đó. Cũng thuộc diện quy vô hàng khá đẹp đó. Đó cả nhà, không phải là hàng trung bình đâu. Ha. Hàng đẹp. Nha. Yeah. Đó cây là đẹp nha. Rồi cái này mình chốt giá cho cả nhà là 250 250k. Rồi 250k cho mã số 7 nha, hàng đẹp đó cả nhà. Rồi mình qua mã số 8. Ủa, đúng rồi, mã số 8. Đây, mã số 8 mình bán combo nha. Một cây cần quay trip 7 in còn mới nằm trong hộp nha. Và một cây Facom, mã lớp Facom của Pháp 6 in nha. Có mã số là 113A6C ha. Đó. Nó còn rất khá là đẹp nha cả nhà. Đó, hàng mới, hàng chỉ xài lướt nhẹ nhẹ thôi, gọi là mình vặn một hai lần mình cất thủ thôi, chưa có xài nhiều đó. Cây này có bạch chi thước nè đó, thì nó mở mắt là được 2 phân ha, anh em mở được con tán là 20 á ha, 20mm á đó. Anh em nào có Honda, xe Honda thì sửa bỏ cây này trong xe rất là đẹp nha.
nó rất là tiện. Nó bị để mà oxy hóa cái đây, nó oxy hóa ngay đuôi đó. Sau giờ đánh cái nhám thì trà nhị nhị rồi nó sáng lại nha anh em. Còn anh em nào muốn phục dựng mất cái lớp thép, mất lớp sét này luôn thì mình làm cho ra lớp là cần lớp rơm cho cả nhà đó, giữ vĩ đẹp lại cho nó luôn, dễ lắm, không có gì quan trọng đâu, quan trọng cái mỏ nó này đẹp nè đó. Rồi cái pha con của Pháp mã số 8. Món thứ hai thì cái món này nó nằm trong cái hộp thì nó cũng là thuộc dạng xài lướt nha, chứ chưa có xài đâu, nó còn là lớp dầu nè. Nó chỉ thiếu giấy hướng dẫn thôi nha. Mấy cây này chỉ thiếu giấy hướng dẫn thôi, còn lại là chuyên hết, mới hết, và nó sản xuất tại Mỹ 100% nha. Đó, cây này trước khi lấy là 1,2 triệu á, hôm nay mình có luôn, giảm luôn cho cả nhà đó. Hay mới đẹp, gọi là đẹp sáng bóng rạng ngời nha. Thì cây này là 1990 nha S nha, năm 1990 S nha. Thì nó tầm giai đoạn là 1994 thôi, 994-995 gì đó ha. Đó, chữ qua tiếp đây nha. Đó, dòng 7 của WR, 7 của WR là sao, là nó có ký hiệu là mỏ cắt nha. Mỏ cắt nên có chữ 7 của WR nha. Đó, rồi bây giờ mình coi răng cổ đây. Đó, răng mới lú nha, răng mới lú cứng nhắc như chai 18 luôn nha. Đó, khá là đẹp nha, còn bén lắm nha, chưa xài đâu ha, gọi là về thử 1-2 lần thôi chứ không có dám xài luôn. Rồi ép đó, mình bán hai món này thiếu mua giấy hướng dẫn thôi. Là hai món này là một cây mở lớp 86 in và một cây 7 in và clip, mình lấy giá cả nhà 1,050 đi ha, giảm luôn cho cả nhà luôn, coi con máu luôn, 1,050 đó nha, 1,050 giống như mình bán tay mình tặng cây nha, cây đẹp luôn. Đúng ra cây này đúng nghĩa là 1,200 tới 1,100 một cây, không có chưa có tính cây mỏ lớn nha, là giá 1,200 rồi nha, không rẻ đâu cả nhà. Mình ở đây mình khuyến mãi cả nhà đó, cho anh em tiết kiệm đồng nào hay đồng đó vậy thôi. Rồi đó, 1,050 1,050 cho mã số 8 nha, mã số 8 1,050. Rồi mình qua mã số 9 đây, mã số 9 là đầu đồng đó, đồng còn đẹp nha, khá là đẹp. Rồi mã số 9 nha, giống phải 66 nha cả nhà, 9. Rồi đồng này một cây đồng búa đồng Safety Nhật ha, có mã số là 774 đó. Đó, dấu khắc nó còn nổi đẹp nha. Đó, bên này nó là 1/2 Babylon đó, chữ nghĩa còn rất rõ ràng, cái đầu nó còn chưa rõ luôn nè, mới nè chưa rõ luôn nè, chỉ nó rõ đầu này thôi đó, có dấu xài đầu này rồi nè. Thì đồng là kim loại mềm mà ha, đồng là kim loại mềm nên nó dễ có vết dấu lắm nha, cho phải thép nha, chuyện này là chuyện bình thường, dấu này dấu ít nhưng ít xài này, cái xài nhiều nữa tè rồi ha. Đó, anh em lưu ý điều đó. Thì đầu đồng này thì nó chỉ sử dụng cho ngành dầu hỏa, nói chung ngành nào mà dễ cháy nổ á, chẳng hạn trên máy bay tàu họ, nói chung về phòng kín dễ cháy nổ thì nó ai sử dụng đầu đồng, vì lý do đó là hãng sản xuất bán cho những ngành nghề đó thôi, nên giá trị nó rất là cao. Cái thứ nhất, cái thứ hai là về thời gian, anh em để gọi là đời này qua đời khác cũng vậy, nó đồng là vẫn đồng thôi, có nghĩa là không rỉ sét hay là như thép ha, hay kim loại khác đó, thì đồng nó chỉ giữ nguyên khối từ xưa đến giờ như vậy, chỉ có anh em xài ít hoặc nhiều thôi,
còn nếu mà để theo thời gian thì đời này qua đời khác luôn, nó vẫn còn nha, chứ không, nó không có sao hết đó, nên giá trị nó mắc là mắc chỗ đó ha, chứ không phải là nghe nó đồng là mắc là tại sao mắc ha. Đó thì nhà sản xuất ra nó sản xuất nó mắc hơn đồ nghề khác ở chỗ đó thôi ha, anh em lưu ý. Rồi cái này đẹp nha cả nhà, khá là đẹp, anh em nào mà thích sưu tầm hàng đồng hàng đẹp thì chốt cái này đẹp nè. Đó mình bán hai món, một tên thước đồng nữa, thước đồng thì nó không có tên tuổi gì hết á, nó chỉ đồng thôi đó. Còn anh em nào muốn khắc tên cho mình về đóng dấu vô, đồng mình xin lỗi mình nên khắc dấu rất là dễ đó, anh em về chạm khắc hoa văn lên nó đẹp rồi trưng bày luôn để ra đời con mình nó ngắm luôn. Rồi mình bán hai món này, hai món này giá là 490 nha, 490 cho mã số 9 đó, hôm nay mình sale luôn nha, 490 mã số 9 nha. Rồi mã số 9 là mã kết thúc clip số 44, và mình chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ thời gian qua, và mình chúc anh em và gia đình luôn luôn khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống đó. Bây giờ mình thân ái chào tạm biệt anh em, bye bye.